Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà thuộc trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Kim Thủy Hà Trung Quốc và Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu Việt Nam đã tổ chức tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới. Theo cơ chế luân phiên, cuộc tuần tra liên hợp lần này do phía Trung Quốc chủ trì tổ chức. Hai bên tuần tra liên hợp từ mốc 29 đến mốc 31, mốc 63 đến mốc 67 và từ mốc 68 đến mốc số 71. Hai bên tiến hành tuần tra hành quân bộ kết hợp xe ô tô theo hình thức biên đối biên, điểm đối điểm, tuyến đối tuyến. Tổng quãng đường tuần tra dài khoảng 150 km. Trong quá trình tuần tra, hai bên đã tuyên truyền giáo dục cho 300 lượt cư dân biên giới, phát 200 tờ rơi nội dung tuyên truyền pháp luật và phòng chống dịch bệnh. Thời gian tới, hai bên tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, không để các hoạt động tội phạm xuyên biên giới làm dịch bệnh lây lan phát tán. Thông qua đường dây nóng, kịp thời thông báo và phối hợp xử lý tốt các vấn đề nảy sinh, duy trì sự ổn định về an ninh trật tự trên khu vực biên giới hai nước Việt Nam và Trung Quốc.